Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ giới thiệu về một số cái dịch vụ hoặc là cái tài nguyên của Đại học Monash mà các bạn sinh viên có thể sử dụng cho để phục vụ cho cái việc học của mình. Thì cái nguyên nhân mà mình làm cái video này là bởi vì những cái dịch vụ này nó cũng chỉ mới được đi vào hoạt động cách đây tầm hơn một năm thôi. Thành ra nên một số bạn có thể đã biết rồi và một số bạn có thể là chưa biết, nên mình chỉ muốn giới thiệu thôi. Thì đầu tiên á, là các bạn có cái dịch vụ về cái tài nguyên về học thuật chung chung, thì đây là những cho dùng cho tất cả các sinh viên của các khoa nha. Bên cạnh tất nhiên là bạn đến từ khoa nào thì bạn sẽ có những cái sự hỗ trợ riêng của khoa, cái đó mình không biết, mình chỉ nói đây là những cái chung chung thôi. Thì các bạn có thể gõ cái từ khóa là Learn HQ, thì các bạn sẽ vào Monash University, Learn HQ, and vào trong này thì các bạn thấy là có rất là nhiều cái thông tin, có những có nhiều cái tab để các bạn phát triển nhiều cái kỹ năng khác nhau, và quan trọng nhất đó là kỹ năng học và kỹ năng viết tiếng Anh, Academic English. Và ở Monash thì cũng rất là quan tâm cái academic integrity, là cái sự liêm chính, cái sự liêm chính trong học thuật ấy, thì các bạn phải đảm bảo những cái đó khi các bạn học Monash. Thì mình chỉ giới thiệu thôi, các bạn có thể có thời gian để đọc thêm, và đây là có một cái thanh search. Ví dụ như các bạn muốn muốn viết về một cái business report thì các bạn có thể gọi business report. Cách viết thì nó sẽ ra giống như là business report cho những ngành business and economics, hoặc là các bạn học ngành science thì các bạn có thể viết về về lab report, ví dụ vậy. Thì các bạn click vào, nó sẽ đây là những cái tài nguyên mà Monash đã bỏ tiền thuê người ta phát triển lên, thì là những cái các bạn có thể dùng, vân vân và vân vân. Hoặc là time assessment, các bạn muốn biết về cái cách chuẩn bị cho những cái kỳ thi mà có giới hạn về thời gian, thì đó cũng là một cách. Dưới đây người ta sẽ có chỉ cho các bạn rất là nhiều cái phương thức, và các bạn có thể nhìn vào bên trái để thấy những cái thông tin thêm. Ví dụ như là click, mấy bạn chọn những loại câu hỏi phổ biến thì mình sẽ có như là đa lựa chọn, hỏi trả lời ngắn là như thế nào, và essay question thì viết luận thì mình làm như thế nào. Ok, thì đây là một cái nữa các bạn cũng có thể nghiên cứu. Ok rồi, thì cái đó là cái trang Learn HQ. Thì ngoài cái trang Learn HQ có một cái search box để các bạn tìm kiếm á, thì chúng ta còn có thể tận dụng hai cái dịch vụ khác rất là hữu ích. Đầu tiên đó là consultation, tức là các bạn có thể click vào và các bạn có thể là book book với lại một cái consultation, một cái learning advisor, một cái người cố vấn học thuật, người cố vấn học thuật của các bạn thì có thể là làm là sinh viên, tiến sĩ hoặc là tiến sĩ đã tốt nghiệp ở nhiều khoa, có thể là khoa luật, khoa khoa giáo dục, khoa nghệ thuật, khoa kinh tế vân vân, thì nó sẽ là ngẫu nhiên. Nhưng mà nếu các bạn cần những cái lời khuyên rất là cụ thể, ví dụ bạn học luật và bạn muốn lời khuyên cho một người nào đó có chuyên môn luật, thì các bạn có thể yêu cầu cái người cố vấn của mình là giới thiệu tôi qua một cái người khác. Thì đó là một cái dịch vụ mà mình thấy rất là hữu ích. Bạn có 25 phút để nói chuyện với người đó, và các bạn có thể book một tuần một lần. Người ta chỉ recommend là các bạn chỉ một tuần một lần thôi. Thì đó cũng là một cái dịch vụ mà các bạn có thể tận dụng. Ví dụ như là book cho ngày mai thì mình có thể xem là có rất là nhiều slot. Thời gian thì mình có thể xem là mình chọn cái slot nào được. Mình sẽ refresh cái trang này lại. Cái hệ thống thì có vẻ đang bận. Ok,
ví dụ bạn tùy bạn thôi, nó sẽ có từ từ sáng 11 giờ cho tới chiều 7 tối, thì các bạn có thể book và điền những cái thông tin chung chung, giống như là bạn phải điền vào cái Monash email của bạn và cái thẻ sinh viên của bạn số bao nhiêu đó, và bạn có thể một số thông tin khác. Ok, đó là dịch vụ thứ nhất. Dịch vụ thứ hai mà mình giới thiệu đó là cái Feedback Studio. Feedback Studio là nơi mà các bạn có thể là submit một cái bài luận của mình và sẽ có một người nào đó chấm cái bài cho bạn. Chấm ở đây không phải là chấm điểm mà chỉ là góp ý cho bạn về cái mặt văn phong, về mặt nội dung, về mặt cái cách trả lời của bạn nó có đáp ứng cái yêu cầu của cái đề bài đưa ra hay không. Thì và người ta sẽ trả lời cho bạn với một cái video đó, với một cái video giải thích những cái feedback của người ta, và nó sẽ trực trả lời cho bạn trong vòng 24 giờ. Đây là một cái dịch vụ mà mình thấy rất là tốt mà bên ngoài thường thì không có. Được chưa? Thì cái trang lên HQ này là cái trang cũng mới phát triển gần đây thôi, và nó rất là có nhiều resources và có rất nhiều cái dịch vụ như hai dịch vụ mình nói mà các bạn có thể biết được, rất là hay. Thì bấy nhiêu đây chính là cái cốt yếu của cái video này thôi. Còn một cái khác mà mình có thể đề cập tới đó là cái Monash Library, một cái dịch vụ của Library của Monash. Thì tất nhiên là cũng như tất cả các library khác thì các bạn có thể là bỏ, các bạn có thể đánh một cái từ khóa vào để tìm kiếm vân vân và vân vân, phải không? Nhưng mà cái mà mình muốn nó các bạn để ý đó là bạn có thể gọi là book a consultation, help đi, các bạn có thể chọn help và các bạn có thể chọn là meet with a librarian, gặp một cái người librarian để mà các bạn có thể hỏi về một số cái thông tin. Librarian á, thủ thư thư viện, thì người ta sẽ chuyên về cái việc là hỗ trợ cho bạn tìm kiếm tài liệu và trích dẫn, nhiều kiểu trích dẫn khác nhau mà thường một một cái người cố vấn học thuật có thể không rành hết được. Thì đó là một cái chức năng khác của thư viện của Monash mà mình nghĩ là các bạn có thể sử dụng được, ngoài những cái phổ biến giống như là workshops rồi vân vân và vân 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 shop trích dẫn vân 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 vân. Rồi, video của mình tới đây là hết thôi. Hy vọng các bạn cảm thấy nó hữu ích. Và những bạn học Monash thì cái lên HQ này thì các bạn đã ý là cái lên HQ này không nhất thiết là các bạn phải học Monash thì các bạn mới dùng được. Cái lên HQ này á, các bạn có thể search tài liệu và dùng bình thường bất kể nơi nào trên thế giới, ngoại trừ hai cái dịch vụ là gặp cố vấn và gửi bài để mà nhận feedback, thì cái đó các bạn phải là sinh viên của Monash. Còn những cái resources chung chung thì các bạn có thể dùng bình thường. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại ở video khác.